Nhiều năm trở lại đây, marketing luôn là ngành được nhiều học sinh yêu thích và lựa chọn. Xã hội ngày càng hiện đại, sự phát triển của công nghệ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thói quen và hành vi của người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành marketing. Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành này cũng tăng lên đáng kể. Bởi vậy, không hề khó hiểu khi marketing ngày càng được nhiều bạn trẻ lựa chọn mỗi khi đến mùa tuyển sinh. Em quan tâm đến ngành marketing bởi vì đây là ngành có vẻ như khá phổ biến ở Việt Nam và cũng như là sẽ có được nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Em nghĩ là nếu mà học xong, tốt nghiệp xong ngành marketing thì em sẽ có nhiều cơ hội ở nhiều công việc làm khác nhau. Nếu mà em nghĩ là em sẽ thiên về mảng truyền thông thì nếu mà có marketing em sẽ có nhiều kỹ năng về cả về khối ngành kinh tế, cả khối ngành truyền thông luôn. Năm 2024, nhiều trường đại học cũng mở thêm các chuyên ngành mới liên quan đến marketing, điều đó càng chứng minh sức hút của ngành này. Dựa trên những phân tích phổ điểm cũng như độ hot của ngành, nhiều dự đoán cho rằng điểm chuẩn của ngành marketing sẽ có sự tăng nhẹ, đặc biệt là ở những trường top đầu. Chắc chắn rồi là marketing, đấy là ngành rất hot của trường đại học thương mại và điểm chuẩn rất là cao. Rất đơn giản thôi là bởi vì là các bạn có được cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp và cơ hội việc làm của các bạn rất là lớn. Cho nên là những ngành này sẽ tiếp tục hot trong năm 2024 và dự kiến điểm chuẩn thì như vậy là có thể sẽ tương tự như năm 2023 và thậm chí có thể là tăng giảm 0,25 điểm. Mình nghĩ rằng là marketing là ngành của hiện tại và tương lai. Và trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay thì công tác với marketing, đặc biệt marketing số sẽ là một nhân tố quan trọng và thu hút rất nhiều nhân lực mới trong nhiều năm tới. Và học viện ngân hàng nói riêng và các trường đại học nói chung thì cũng đang theo xu hướng này để làm sao trong 3 đến 4 năm tới thì các nguồn nhân lực chất lượng cao marketing số sẽ ra ngoài phục vụ về ngành và phục vụ cho xã hội. 17 giờ ngày 30 tháng 7, các thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2024. Trước 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển.